Em xin kính chào quý anh chị. Chào mừng các anh chị trở lại với cái kênh YouTube của Nhà Bếp 89. Hôm nay em giới thiệu thêm đến anh chị một cái dòng nồi của Silit. Nó là Silit Alicante. Silit thì chắc không hay là gì cái Silit rồi. Thương hiệu khá có tiếng tại Đức cũng như ở Việt Nam. Có từ 1921, nó trực thuộc tập đoàn Virup MF. Nó và Virup MF thì cùng bán trên một website. Thì đây là dòng Alicante 4 món nhé, 3 nồi 1 chảo. Thì nó bao gồm một cái quánh 16 này, một cái chảo 28 nhé. Cái bộ này nó rất là lạ, nó đóng là bình thường là các chảo đi kèm bộ nó chỉ là chảo 24 thôi, nhưng cái bộ này nó đi kèm với chảo 28. Nó rất phù hợp cho nhà nào mà hay ăn đồ, gọi là ăn cá to hay ăn nhiều đồ chẳng hạn đấy. Rất là thích. Đi kèm này là có lợi hơn là cái kèm cái chảo 24. Đây là cái nồi 24. Nồi này thì ít dùng hơn, nhưng không có thì không được, có thì cũng hơi thừa. Đồ gà, nấu nước phở, hay là thi thoảng nấu nước dùng ăn lẩu. Đây là cái nồi 20 cao nhé. Nói chung cái bộ này phù hợp cho cái gia đình nào mà không thích quá nhiều nồi hay là ít người chẳng hạn, mua bộ này là đầy đủ luôn. Cái dòng này thì nó là sử dụng cho tất cả các loại bếp nhé, cái chảo 28 này, đinh tán nhé. Cái bộ này thì nó sẽ khác với dòng các bộ khác là nó được đánh bóng ánh gương rất là sạch. Còn bình thường các bộ như Achat hay Ali hay là Pisa hay là Stockana thì nó đều được đánh bóng mờ như này hết này. Bên trong thì là mờ nhé, bên ngoài thì là bóng gương. Bóng gương có cái hay rất là sạch, rất là sạch luôn. Dùng bao lâu nó vẫn cứ bóng bóng như này, rất là thích nhé. Vung kính cường lực đây, logo Silit này, vung kính cường lực khá là nặng, nhìn thức ăn rất là dễ dàng. Tay cầm thì toàn bộ nó được đinh tán nhé, hàn công nghệ cao, có cái vết mờ trong đây. Nói chung cái bộ này giá nó rất là hợp lý, nó chỉ hơn 3 triệu thôi mà sở hữu ngay 4 món. Tính ra một món nó chỉ tầm khoảng độ hơn 800 một chút, ngang với Elo hay là ngang với hàng Elmix thôi, nhưng mà được nhập trực tiếp từ Đức về, chất lượng hoàn toàn khác so với hàng OEM hay hàng nhập từ trực tiếp từ nước thứ ba về Việt Nam. Đây là nhập qua Đức rồi mới về Việt Nam, nên là chất lượng và tiêu chuẩn nó là tiêu chuẩn Đức chứ không phải là tiêu chuẩn Việt, nên là mọi người lưu ý chỗ đấy. Cái hàng này thì bên em đang bảo hành 12 tháng, lỗi kỹ thuật, vận chuyển CD toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Ai mà muốn qua xem thì qua kiosk 8 VB5 bán đảo Linh Đàm, showroom nhà em có trưng bày sản phẩm nhé. Ai mà muốn tư vấn sản phẩm thì inbox của em qua Zalo 0985608831. Em xin cảm ơn.